sẽ có thể đánh trên kèo so với Hồ Quan. Yep, bắt gặp lực đó là Len, như anh đang bị trả người sắp thương là rất đau vì có vài bàn đến từ Coyote, nhưng tình huống sẽ sắp thương là rất đau đến từ Zulay. Chiến công đầu dành cho FPTC đang cố gắng bỏ chạy, sóng âm là chính xác, thả bàn vào là ai đây, thả bàn vào người của Zulay, Coyote thoát về thành công với một chấm máu trong đường dưới. Akeno bị cấu đi lượng máu là rất đau, cấp tiến lên đến từ Kiran. Kiran đang sắp có mạng hạ gục của xạ thủ đối phương, Hồ Quan chỉ còn một lượng máu là khá thấp thì anh ta vẫn còn truy cùng Nhật Tận để lướt qua bên kia như đường dương, thì em có mạng hạ gục của đó là Coyote sau một tình huống anh ta biến về cách hơi thiếu sự cẩn thận của mình. Len bị giữ về bởi cái móc đến từ vị trí của Akeno và bị gặp sóng âm theo. Bằng một cách nào đó thì Len hồi phục máu là rất nhiều. Anh ta vẫn cố gắng cò quẩy. Mang của đường nhường lại dành cho vị trí của Zulay. Zulay tiếp tục trả sát thương. Tình huống sẽ sinh có lỗi chung đến 3 người. Thả bài vàng và cố gắng trả được sát thương đến Coyote. Và Zulay bị hạ gục bởi thanh trường đến từ vị trí của Hồ Quan. Hồ Quan cố gắng trả sát thương vào người của Kiran. Anh ta có được bùa đỏ trên chân và gỡ lại mạng hạ gục dành cho D7. Tiếp phía bên kia đang bị truy đuổi. Triple kill rồi. Triple kill dành cho Hồ Quan rồi. Có lẽ là sẽ không có rất tự tin, có Tánh Ích ở phía bên trên. Tánh Ích cũng đang là một trong mục tiêu có thể tàng thẳng vào đội hình đối phương. Án tử chính xác và người chơi rất yếu máu đến từ bên phía của Divay. Nhưng trả ngược lại Akeno phải nằm xuống đến 5 mạng hàng. TF cũng bị trả ngược sát thương và có đầu Hopon. Hopon bắn rất sát và Zulay đến trả ngược sát thương. Zulay đi hạ gục không, chính xác là Zulay giúp người đồng đội của mình hạ gục được cái xạ thủ của đối phương. Đó là Hopon phải nằm lại. Con rồng không còn được tranh cướp nữa. Len tiếp tục đuổi theo vào vị trí của Kiran. Kiran bị trả ngược sát thương và sóng âm trúng nhưng không dám lao vào đó. TF FPTC mất đến 4 người trong pha thi đấu vừa rồi. Len phải nằm lại trong pha thi đấu vừa rồi. Thắng ngay lập tức trong Baron. Xác đang thắng Baron với tốc độ rất nhanh. Đây là TTC, Coyote đang không có máy. Và đây là thành trực. Đây là thành trực đến từ Hồ Quan. Tánh Ích đến hơi muộn một chút. Và Baron còn 1.200 máu. Người chơi đi rừng. Đó là TF vẫn giữ thành công Baron dành cho những thành viên của FPTC. Nhưng nhiều thành viên thấp máu quá bắt đầu băng vào rồi. Và quê HP là người chơi đang nhiều máu đang hỗ trợ người đồng đội sử dụng cái lồng đèn nhưng không thể thoát đi. Bên kia Zulay hạ gục được đó là Coyote ở một lượng máu đáng báo động. Anh ta đã biến được về thành công với bộ lệ Baron và FPTC giữ được một ở trong pha thi đấu vừa rồi. Cái trò này cũng không còn quá nhiều máu và buồn lại Len thì vẫn còn. Len vào rồi, Akeno quá yếu máu trong pha thi đấu này. Len vẫn còn sống sót, Len hồi phục vẫn rất trâu. Tiếp băng vào và hạ gục được Akeno. Phía bên kia Minap bắt đầu có những tình huống máy chém đa sơn của mình. Hạ gục được một người. Len mặc dù có tình huống mở giao tranh tốt nhưng ta cũng đã phải nằm lại với lượng máu là quá ít ỏi. Phía của SPTC họ đã lấy lại được con rồng. Đây rồi, tích vào đầu của con me Len rồi. Và Len đang bị trả ngược sát thương, mất tàn lửa đến từ Zulay. Trong đó TF bắt được vào ai để bắt được vào người của Coyote. Tánh Ích là chúng chiếc sát thương là quá lâu lên lâu xanh. Tánh Ích thì hạ gục, nhưng nếu sau đó anh ta cũng đã lấy được mạng hạ gục của Akeno. Bởi ngược lại thì Coyote cũng đã bị giữ chân bởi đó là Minas. Sóng âm chính xác vào người của QHP. Đây là sức dùng chiêu cuối và đẩy được TF ra. Rất hay đến từ người chơi hỗ trợ của D7. Trả ngược thanh trực và Hồ Quan khiến cho đợt tấn công này của BC cũng đã phải ngừng lại. PTC ra thì họ sẽ đánh người đó. Anh nghĩ rằng là bè góc thì những người đồng đội của mình có thể ăn con Baron. Chỉ con Baron này đang cũng lấy đi rất nhiều lượng máu của phía Divay. Ôi, nó lóc trước chung 4 người. Nhưng trừng phạt là chính xác đến từ Len. TF quá thật máu bắt buộc phải bỏ chạy. Nhưng Zulay đang thoải mái bắn. Các thành viên của FPTC là quá thật máu. Hạt thông nổ chia 3 hướng. Đội hình của Divay đã bắt đầu rút lui. Và có lẽ họ sẽ phải bỏ lại hai mạng hạ gục này. Coyote đang cố gắng cầu quay trong trụ. Triple kill dành cho đó là Zulay. Và nếu như Coyote phải nằm lại sẽ là quadra kill dành cho Zulay ở trong pha thi đấu này. Chọn đến từ bên phía của Hồ Quan, thậm chí là Coyote, thậm chí là QFP, thậm chí là Len nữa. Dấu tầm nhìn là rất khó chịu. Dấu tầm nhìn là rất khó chịu trong khi đó Tánh Ích. Tánh Ích đang đẩy lính ở khu vực đường giữa bắt đầu tấn công đến từ bên phía của D7. Phát động tấn công là rất nhanh. Người chống chịu sát thương là Minas. Minas vẫn đang chống chịu là khá tốt. Tánh Ích chưa bắt đầu băng vào và đang giữ chân được một người. Đó là bài vàng. Zulay trả được sát thương. Và Hồ Quan cũng đã có một tình huống xây thành trình là rất chất lượng. Tình huống địch mạnh được bật lên. Phát hiện mọi tầm nhìn đến từ bên phía FPTC. Và bên FPTC đổi hướng ra khu vực đường giữa. Và tình huống có biết án tử chính xác đến từ Akeno. Hạt lửa lao lên rồi sắp tiêu vào hướng Coyote. Và bên phía của FPTC lấy được mạng hạ gục người chơi đường giữa đến tường. Tánh Ích đang cố gắng chọc đầu FPTC để các thành viên của mình ăn rồng. Và tình huống chiêu cuối của KHP nữa. Rồng bị cướp đi rồi. Đó là Varus của Kiran. Một tình huống tốc biến hay không? Một tình huống cái tên xuyên phá nó là quá chính xác. Và kế hoạch của Divay bị phá sản hoàn toàn với những tình huống thi đấu quá xuất sắc đến từ cá nhân của FPTC. Divay họ bị chia hai đội hình, đây là lao vào từ Len, nhưng đây là lao vào không bắt được, đó là Kiran. Kiran vẫn đang bắn được cùng sau một mũi tên xuyên phá. Len ôi ôi mũi tên xuyên phá lấy đi được cái màn hạ gục của Len rồi. Bây giờ FPTC còn 5 người ở trên bản đồ. Khi đó Divay chỉ còn một mà thôi, và đó chỉ là một Hồ Quan mỏng manh mà thôi. FPTC đang có một đặc lĩnh. Hồ Quan đang ở đây, Hồ Quan còn giá hồi sinh. Trước đó thì ta mất đi đồng hồ cát, sau đồng hồ cát thì ta mất đi giáo hồi sinh của mình. Thì cái nhà chính nó đang bị đánh và cái nhà chính nó sẽ nổ. Và SPTC có bàn thắng đầu tiên trước Divay là rất hay đến từ Coyote. Trong khi đó Len đang cố gắng phục thù cho người đồng đội của mình. Tiếp mất tốc biến, anh ta đi ngược lại một đường so với cả Zulay. Nhưng một tình huống đánh cược của QFP rất lạnh lùng. KS luôn điểm chiến công đầu của
người đồng đội từ trên đường của mình. Hope One bị chấn thương là quá đau đến từ vị trí của Kiran, nhưng Quê HP vẫn đang có sự khó chịu với những tình huống đánh thường có bùa đỏ dính án tử, dính cả lưỡi hái xoáy, và Kiran là người được nhường lại cái bùa đỏ vừa rồi. Tại sao đấy nhỉ? Tại sao Quê HP lại tiếp tục đứng lại và cân hai ở trong tình huống xạ thủ của anh ta đã lùi về rồi. Ây, ui, tốc tiến lên. Quá đáng tiếc. Kiran tốc tiến lên, sôi nổi ở trong trận thi đấu này và tiếp tục là những tình huống thủy gục. Ôi trời ơi, một tình huống đến từ Koyote. Qua mù mắt tiến sóng ầm chính xác. QFB có hồi phục với cái hạt hồi phục của mình, nỗ lực cho chúng hai người. QFB còn một chấm máu, lèn đến hơi muộn và lèn không thể làm gì được trong pha chiến đấu này. Anh ta gặp chúng được một người lao lên, hắn cái thương cũng đang được kích hoạt, sóng sát thương ngược trở lại đến từ FPDC và lèn chưa bị hạ gục. Thả cá đầu chưa có thả cá, bây giờ mới là sự đã thấy được đáp xuống, đó là hơi muộn màng đến từ Koyote. Đây, vừa rồi kéo trượt, đóng hộp ra, tình huống sóng thân đến từ QFB hất tung cả hai người. QFB thoát đi, đang bị sự truy đuổi. Trong khi đó Len ở đây chống chịu không là quá lâu, xây danh trưởng Kiran có 3-2 cùng chơi đi từ của đối phương. Trong khi đó Koyote đón được người của Zulai. Zulai quay người trở lại với đâm kiếm, tiếp đu theo, và double kill dành cho Kiran. Một tiếng lễ hái xoáy giữa chân được thêm một người nữa đến từ Akeno. Và mang tính chất quyết định như vừa rồi để lấy được 3-2 của đối phương, để qua làm cực kỳ tốt. Đúng, Koyote thậm chí còn lùi ra được với một lượng máu khá đủ đầy. Anh ta vẫn còn chống chịu là khá trâu, bán kiếm thương được tung ra, xích chúng vào người của Len. Có lẽ đu vào sẽ là hơi khó, bốc được một người lên, đó là thủy gục đến từ vị trí của Quê HP và ngay lập tức đế FPV lên bảng điểm số. Koyote vẫn đang quá trâu và chống chịu ở trong giao tranh để tạo nên đề cho Hope One có những tiếng tên xuyên phá cũng là không trượt một chút nào. Varus ở trong trận thi đấu này quá mãn nhãn đi, trận thi đấu trước trong tay của Kiran và trận thi đấu này trong tay của Hope One. Này đây là một vùng gió và một vùng lửa, nó sẽ khiến cho cái thế trận, cái việc macro của SNC nó dễ dàng rất nhiều. Nhưng Divine tận dụng thời cơ là rất tốt. Và một tình huống lướt đi, TF đang bị bọc bởi đó là Len khi bán người thương được tạo nên. Trong khi đó Zulai đang vòng ở một góc rất khác biệt. Tam bộ kiếm được tạo ra đến từ bên phía của Minat, có siêu ra thế đáp xuống. Nhưng Quê HP vẫn bị hạ gục. Ở đằng phía bên kia Tech X đang trong trị là quá lâu và đã bị hạ gục bởi đó là sát thương đến từ vị trí Zulai. Đang ngược sát thương là khá đau, lưỡi hái xoáy vào người của Hope One. Hope One không về được. Trong khi đó Len hết bán người thương thì anh ta cũng là rất giấy và bị đu bám theo bởi TF. Anh ta thoát về được với một chấm máu và đu vào đu ra là rất man nhãn đến từ FPTC. Bắt tung được hai người, trả ngược giấy thanh trực. Lôi tay sắp tiến lên và sử dụng cả cú đấm công lý. May mắn là không chính xác vào người của các thành viên FPTC. Họ vẫn cố gắng lùi về tấn công. Đánh kích phía sau, bắt đầu người của Akeno ăn từ trước. Akeno bị hạ gục và thành viên của Divine bắt đầu lao lên. Có sự chống chịu đến từ vị trí của Minat. Ba bộ kiếm, tài lực hết thoát đi. Trong khi đó Koyote cũng chỉ có một chấm máu mà thôi. Chém gió là chết đến từ vị trí của Minat. Nhưng không, nó chưa được tung ra. Và giao tranh kết thúc với hai mạng hạ gục dành cho Divine và họ chỉ mất một mình tay kích mà thôi. Của mình, TF thì muốn bắt đầu, Divine thì muốn đánh với đông người hơn. Nhưng TF bắt được một người rồi, đó là Koyote. Koyote khiêu khích vào người của TF. Koyote đang cố gắng thoát đi với đại linh hết sách. Koyote còn chống chịu, Koyote còn sống sót. Koyote bị hạ gục rồi, kiểm hạ gục đánh ông TF. Trong khi đó Kiran tới với hai bùa sấy tay trực sấy vào người của đó là Len. Len bán nguyệt thương lên, Len thoát về được. Trong các đường giữa thì sao, tay kích đang cố gắng đuổi vào người của Zulai. Len bắt đầu kéo chiêu thức này. Em bắt đầu tụi đã chưa thức, bán nghiệp thương chưa được sử dụng. Hay là bán nghiệp thương chưa có? À đúng rồi, bán nghiệp thương chưa có. Vì vậy đây là siêu hùng thắng thế được đáp xuống ít xuống đây. Thật tùng là khá nhiều người. Nhưng chống chịu không là quá lâu nữa. Vì đang có mang ác ủng của Lên. Phía bên kia cô nhận tệ phải đi theo người đồng đội của mình. Chúng là những tình huống án tử. Với bất kỳ một tình huống án tử nào nó trượt rồi. Chúng tôi đang nói là chúng cơ thì theo tiền đề rất lớn để cho bên phía FNC có thể giao tranh, nhưng không quan trọng nữa vì thế tấn công đang thuộc về bên phía của FNC. Divine đánh ngược trở ra là rất sát, Zulai là người bị hạ gục, bên phía FNC bắt ba tốt, thậm chí là ngược sạch trong ba thi đấu này. Phòng ngự là rất bao bực như mới đang phải lên bảng con số. 9 giây nữa thì Kira sẽ có mặt ở trên bản đồ. Thế đẩy Divine đang là tương đối chậm, họ sẽ có được một đường trung cấp trên 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 hay không? Tôi trả lời là có, họ đang muốn lấy luôn cả bảng thi đấu này, chắc chắn là đem được. Lại ra, thả cá chính xác rồi. Len là người bị giữ chân, bây giờ dịch chuyển đến từ vị trí tấn kích là quá muộn màng. Chắc chắn là đẹp được trong pha thi đấu đó, nhưng cũng phải hiểu cho Divine trong pha thi đấu vừa rồi, vì nếu không chắn được trong pha thi đấu đó thì không còn cơ hội nào nữa. Một tình huống đánh lên hơi đẹp cho họ, vì thế lính là quá xa so với trụ, vì vậy thế tấn công trụ của họ là quá chậm. Khi mà hai cánh của cả hai đội tuyển đều mất đi những trụ thì thế đẩy lẻ sẽ là một thế mà lợi hơn rất nhiều dành cho Tank X. Đó là lý do vì sao mà FNC đang cố gắng dồn rất nhiều mục tiêu ra khu vực đứng giữa để lấy trụ của đối phương. Và Quê HP thoát về được, hỗ trợ được cho cả Hope One nữa, thậm chí là thoát lấy được màn hạ gục đến từ vị trí của Zulai. Nhưng khả năng phòng ngự đến từ Hope One là khó quá. Tốc biến lập tục chính xác, giữ chân được ATM và thùng rượu nổ nữa. Chưa có được màn hạ gục, Akeno bị giữ chân, nhưng lượng đó là khá nhiều. Phòng lôi kiến, và Tank X có màn hạ gục phía trên xạ thủ của đối phương, đó là Kiran. Và double kill dành cho Tank X với Irelia.
Dịch bắt về trong tình huống đó, trụ đường giữa còn 400 máu sẽ được lấy đi rất nhanh đến từ bên phía của FPTC. Nhưng người đang đứng rất cao đó là Minap chống chịu sát thương. Kiran tự đẩy ra phía sau, Kiran bị hạ gục với những thiêu đốt đến từ bên phía của FP. Minap không còn chống chịu được quá lâu nữa, bây giờ chúng ta phải nằm lại. Và Akeno đang cố gắng chống chịu, đang cố gắng bỏ quay, đang cố gắng bỏ chạy vào tuyến thủy của chúng hai người. Sóng thần chúng ba người lưu theo, là tốc biến theo. Akeno đang Akeno đang đò quay, cắm mắt ra phát hiện tầm nhìn của Akeno phong lôi chưa tầm. Akeno có là đang chưa, phong lôi ngừng cắm luôn, tiếp tục cắm đi cũng chưa hai người. Một từ Akeno nhưng cuối cùng sẽ cắm đã phải nằm lại rồi. Đâu đủ thời gian để TF đến. Ai vừa bắt hỗ trợ của tôi? TF nói là như vậy. Và Zulai là người có mạng hạ gục của đó là Xin Dảo. Chính Len sẽ là mục tiêu bị số sát thương trong pha thi đấu này. Bắn biệt thương được bật lên, Len thoát đi được, Len còn sống sót. Tiếp đến thì vai còn có thể giao tranh được hay không đây? Tank X bây giờ mới tới, bắt đầu mục tiêu đó là Tiếp. Tiếp hạ gục được quay FP rồi, Tiếp cũng đã phải bị hạ gục bởi người bạn phía bên kia. Thì Coyote chống chịu quá lâu với sức sát thương của 4 người và FPC vẫn là có lời thì lấy được 2 mạng hạ gục của đối phương. Chúng ta đang cầm lửa này đã. Nào, bắt đầu lao vào trước. Zulai có một tình huống lao lên rất cao và hôn gió và các mục tiêu quan trọng của đối phương. Ngộ Long Tuyết cũng trúng rất nhiều người và sóng thần cũng trúng rất nhiều người. TF bắt đầu bay múa trong đội hình đối phương. Đổi ngược lại thì quê HP cũng đã bắt đầu có những mạng hạ gục chia ở Tank X thì đúng hơn. Và TF mất rất thiên thần. Bên phía của FPTC mất rất nhiều mạng hạ gục, còn con dòng lửa thuộc về bên phía của Divi. Những tín hiệu đáng mừng dành cho Divi đầy rồi. Zulai còn một chấm máu mà thôi. Zulai có sự hồi phục thì cũng là không đủ mạng hạ gục dành cho Len. Bên phía FPTC mất mà và họ mất cả con dòng lửa vào tay của Divi rồi. Hay một pha mở đầu cực kỳ hay của Coyote. Đó là Akeno, chúng ta không ngờ đến đây đầu đó. Trời ơi, Dragat của Coyote là quá nhiều sát thương. Anh ta lăn phục vào một người và thung trợ nổ và tôi có tình huống bay múa đến từ vị trí của Tank X. Tank X có được double kill thì Tank X cũng đã phải nằm lại và bị hôn gió bị giữ chân là quá khó chịu. Mặc dù có được double kill đấy nhưng bên phía của Divi mất đến 4 người và chỉ còn lại một mình Len mà thôi. Một tình huống bán biệt thương đến từ Len này. Một tình huống tốc biến lên đến từ Lee Sin đẩy được một người về. Đó là người chơi Hoàng Văn lại cùng của đối phương. Hoàng Văn mất chiều cuối mất, Hoàng Văn mất tốc biến. Hoàng Văn vẫn bị truy đuổi nhau bởi cả Minan cũng như là TF. Hoàng Văn còn sống sót với sự bảo kê của những người đồng đội. Cuối cùng thì Hoàng Văn cũng đã bị hạ gục rồi. Mạng thuộc về bên phía của Minan rồi. Ngược lại thì Zulai cũng đã phải nằm 4-3. Đây sẽ thế đánh mà Divi rất khó khăn. Lính bắt đầu tiến vào, FPTC bắt đầu tấn công và khả năng bắn đến từ Kiran cũng đang là rất hạn chế khi ta ở ngưỡng quá báo động rồi. Nhưng vẫn là bắn rất sát đến FPTC và sẽ là 3-0. FDC chính thức bước vào trận chung kết với chiến thắng 3-0 của mình. Like fanpage Liên minh Huyền thoại Thúc Chiến eSports và nhấn subscribe kênh YouTube Liên minh Huyền thoại Thúc Chiến để cập nhật những tin tức thú vị và theo dõi giải đấu Icon Series.